Chân thành quá thì lại bị coi thường, hy sinh tất cả mọi thứ để bù đắp cho họ thì họ lại lạnh nhạt. Còn nếu mà cố chấp thì họ cũng làm ngơ. Chắc cũng tại vì người họ chọn không phải là tôi. Dành trọn hết niềm tin để yêu, nhưng nhận lại chỉ là tổn